Dừng ngay 8 sai lầm khi dùng dầu gió cực nguy hiểm, kẻo chết oan. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, từ khi còn nhỏ thì mỗi khi bị đau bụng, đau đầu, cảm sốt hay thậm chí là bị lạnh, mẹ đều dùng dầu gió để thoa cho tôi và ngạc nhiên là nó thực sự có tác dụng chữa được nhiều bệnh như vậy. Chẳng khác nào thuốc tiên phải không quý vị? Và tôi tin chắc là không chỉ có gia đình tôi mà đa số người Việt Nam của chúng ta vẫn rất yêu thích và tin tưởng dùng dầu gió thường xuyên trong bất cứ trường hợp nào. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng đã có những trường hợp đáng tiếc gặp nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì sử dụng dầu gió sai cách. Những sai lầm đó sẽ được An Tâm Sống Khỏe lưu ý trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sai lầm thứ nhất, uống trực tiếp dầu gió. Trong dầu gió luôn có chứa những thành phần làm nóng nhanh mà điển hình là methyl salicylate. Đây là một thành phần hóa học có khả năng làm giảm đau, kháng viêm, giãn nở mạch máu ngoại biên. Vì thế khi xoa dầu gió lên những vùng bị tổn thương bên trong sẽ giảm cơn đau vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, chất này khi đi vào bên trong cơ thể con người có tác dụng phụ là gây sung huyết. Chính vì thế nếu bạn uống dầu gió thì vô hình chung sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Bạn nên nhớ khi sử dụng dầu gió ngoài da và tuyệt đối không được uống dù là bất cứ hình thức nào. Thứ hai, dầu gió có thể gây ngộ độc. Dầu gió được chiết xuất từ các loại tinh dầu thảo dược có nguồn gốc thiên nhiên như khuynh diệp, hồi, quế, long não là một loại thuốc ngoài da có tác dụng chống viêm nhiễm, kháng khuẩn, giảm đau. Tuy nhiên, khi sử dụng tùy tiện có thể gây sung huyết da, ngộ độc, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Theo các chuyên gia thì dù là sản phẩm không kê đơn, nhưng dầu gió vẫn luôn là thuốc không nên lạm dụng để chữa bệnh. Trong thành phần của dầu gió có chứa eucalyptus và camphor, trong đó camphor là một chất độc đối với trẻ em nếu như sử dụng không đúng, hấp thu nhiều vào cơ thể, qua phần da chảy xước hay vô tình nuốt phải với một lượng nhiều, khoảng 1 gram, có thể gây tổn thương hệ hô hấp, thậm chí là ngừng thở. Sai lầm thứ ba, dùng cho trẻ dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai. Trong dầu gió có tính chất bạc hà, có chứa menthol và methyl salicylate. Menthol bốc hơi rất nhanh, gây tê tại chỗ và cảm giác mát lạnh khi xoa vào da. Nhưng khi dùng nhiều dầu gió thì có tác dụng phụ làm tăng bài tiết mồ hôi nên dẫn gây ra hạ nhiệt. Vì vậy mà những người bị lở, ngứa, da mồ hôi, sốt cao, vừa ốm dậy, người suy nhược, táo bón, tăng huyết áp phải đặc biệt chú ý không nên dùng, đặc biệt là tinh dầu bạc hà có nguy cơ gây hiện tượng ức chế tuần hoàn và hô hấp dẫn đến ngừng tim và ngừng thở. Vì vậy không dùng dầu gió cho trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai đang cho con bú quý vị nhé. Sai lầm thứ tư, gây tổn thương hệ hô hấp. Dầu gió có vị cay, tính mát, có tác dụng hạ sốt, da mồ hôi, giảm đau, giảm ho, sát trùng, chống sung huyết, giảm phù nề, làm cho tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, dầu gió có thể gây kích ứng cho trẻ nhỏ. Nếu dùng quá nhiều, sẽ gây tách vùng màng nhảy mũi, họng, làm tổn thương cho hệ hô hấp. Thứ năm, gây sung huyết trên da. Trong dầu gió có thành phần methyl salicylate với tinh dầu nhằm giúp vùng da được xoa dầu trở nên nóng nhanh, giãn nở các mạch máu ngoại biên, tăng tuần hoàn máu, giúp thuốc thẩm thấu vào mô dễ dàng, làm giảm nhanh những cơn đau và cứng cơ. Tuy nhiên, tác dụng phụ của methyl salicylate là gây sung huyết trên da, nên sản phẩm có chứa chất này thường chỉ được dùng làm thuốc bôi ngoài, xoa bóp, băng dán, giảm đau, không dùng để uống và bôi lên vết thương hở. Sai lầm thứ 6, lạm dụng thoa dầu gió. Quá lạm dụng dầu gió là một trong 7 sai lầm khi dùng dầu gió rất thường gặp. Một số người dù gặp bất cứ bệnh gì cũng thoa dầu gió để điều trị, nhưng với một số bệnh, dầu gió không có tác dụng, thậm chí còn làm cho sức khỏe thuyên giảm một cách nhanh chóng hơn. Ví dụ như khi có vết thương hở, sử dụng dầu gió sẽ làm cho vết thương lâu lành hơn, hay cố tình uống dầu gió để chữa đau bụng cũng là nguyên nhân dẫn đến việc hô hấp bị tổn thương, thậm chí là ngừng thở nếu không được cứu chữa kịp thời. Sai lầm thứ 7, bôi lên vùng da bị chảy xước. Một trong những sai lầm khi dùng dầu gió mà rất nhiều người mắc phải chính là dùng dầu gió để bôi lên vùng da bị chảy xước. Họ thường suy nghĩ rằng dầu gió có sở hữu khả năng sát trùng vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên đây là một quan niệm thiếu căn cứ và không hề mang tính khoa học. Theo phân tích từ các chuyên gia thì những vết thương hở hay chảy xước nếu tiếp xúc trực tiếp với dầu gió sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy đau sát, dễ sưng tấy và lâu lành. Thậm chí với một số vết thương hở bình thường nhưng bạn lại sử dụng dầu gió để sát trùng có thể gây ra viêm nhiễm, mừng mù. Dùng dầu gió đúng cách như thế nào? Dầu gió chỉ hiệu quả khi sử dụng đúng cách, cần đọc kỹ các thông tin hướng dẫn sử dụng kèm theo bao bì. Trước khi thoa dầu thì cần rửa sạch, lau khô vùng da bị đau, bôi hoặc xoa bóp một lượng vừa đủ.
Không bôi quá nhiều dầu trên diện rộng, cũng không nên dùng thường xuyên mà ngưng ngay khi cơn đau đã chấm dứt. Để sử dụng dầu gió an toàn, dùng bôi ngoài da chính là để chống viêm, kháng khuẩn, giảm đau và làm cho tinh thần sảng khoái. Chỉ xông hơi bằng dầu gió khi cơ thể nhiễm lạnh. Khi sử dụng dầu gió với phụ nữ mang thai và trẻ dưới 2 tuổi, cần phải có ý kiến tư vấn kỹ lưỡng của các bác sĩ. Ngoài ra thì không nên dùng dầu gió nhiều hơn từ 3 đến 4 lần một ngày. Không dùng cho người có tiền sử bị dị ứng với salicylate, menthol. Không dùng thường xuyên mà phải dùng ngay khi có cơn đau đã chấm dứt. Không bôi lên niêm mạc, vùng mắt, vết thương hở. Đối với trẻ dưới 2 tuổi, khi dùng nhất thiết phải có sự theo dõi của người lớn. Khi bôi dầu cần rửa sạch tay, rửa sạch, lau khô vùng da bị đau, bôi hoặc xoa bóp một lượng vừa đủ bằng cách lấy đầu ngón tay, lấy một lượng thích hợp, bôi lên chỗ đau nhức hay vết côn trùng, cắn, đốt. Nếu bị đau bụng do lạnh, khó tiêu, bôi vào vùng quanh rốn. Nếu nhức đầu, bôi vào thái dương, sau đó miết nhẹ, xay tròn, ấn vào ngón tay trỏ, chỉ dùng ngoài da, tuyệt đối không được uống. Những người không được dùng dầu gió. Với những nguy cơ như trên, thì những người bị lở ngứa, da mồ hôi, sốt cao, vừa ốm dậy, người suy nhược, táo bón, tăng huyết áp không được dùng dầu gió. Ngoài ra, phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ dưới 2 tuổi cũng không được dùng dầu gió, tinh dầu bạc hà để có thể đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe. Những lưu ý khi dùng dầu gió. Trước khi bôi dầu nên rửa sạch tay, vùng da bị đau thì cần thoa dầu, cũng cần được rửa sạch và lau khô. Khi bôi dầu nên miết nhẹ nhàng, xay tròn, dùng ngón tay, trỏ, ấn nhẹ. Một ngày không nên bôi dầu quá nhiều lần, tối đa chỉ từ 3 đến 4 lần. Không nên bôi dầu lên vùng mắt, vết thương hở. Đau bụng bôi dầu quanh rốn, nhức đầu thì bôi dầu vào thái dương. Trường hợp mắc bệnh mãn tính, khi dùng dầu gió cần có sự tư vấn của các bác sĩ. Thưa quý vị, không ai muốn bản thân bị mắc bệnh, nhưng đôi khi điều này là cực kỳ khó tránh khỏi. Ví dụ như bệnh cảm cúm, cảm lạnh, dù có muốn hay không thì trung bình mỗi năm mỗi người sẽ bị từ 2 đến 4 lần. Đau họng, ho khan là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn bị cảm, và lúc này nếu như không biết, chúng ta sẽ thường hay bôi dầu gió để giảm bớt triệu chứng. Tuy nhiên, như đã nói ở trên thì nó không hề tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, quý vị hãy thử áp dụng những cách sau đây. Thứ nhất, súc miệng bằng nước muối. Nước muối có khả năng diệt khuẩn, giảm ho hiệu quả. Súc miệng bằng nước muối loãng khoảng 2 lần mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ và sáng sau khi thức dậy có khả năng giảm ho hiệu quả. Muối sẽ làm sạch khoang miệng và họng, nó sẽ loại bỏ những cặn bã và tiêu diệt vi khuẩn. Bạn chỉ cần hòa tan nửa muỗng cà phê muối trong một cốc nước ấm, súc miệng với nước muối hàng ngày từ 1 đến 2 lần. Với người bị viêm họng và đang ho thì nên dùng khoảng từ 3 đến 4 lần một ngày, nên súc miệng lại bằng nước lọc sau khi súc miệng bằng nước muối. Nếu cảm thấy nước muối quá khó chịu, bạn nên cho thêm một vài giọt mật ong để có thể tăng tác dụng. Thứ hai, trà tỏi. Trong tỏi có chứa một loại kháng sinh tự nhiên, thêm nữa thì tỏi có hàm lượng chất chống oxy hóa, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và phòng nhiễm trùng. Để giảm ho hiệu quả bằng trà tỏi, bạn nên thực hiện theo các bước sau đây. Cắt một ít nhánh tỏi tươi, xếp vào cốc, đổ đầy nước sôi vào, trong khi nước vẫn còn nóng thì vớt những miếng tỏi này ra. Thêm vào một túi trà hương liệu để át đi mùi tỏi, thêm mật ong vào để dễ uống và tăng khả năng diệt khuẩn. Bạn có thể uống trà tỏi mỗi ngày để giảm ho bao nhiêu tùy thích. Thứ ba, trà quế. Trà quế có chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng thông thoáng cổ họng. Quế là một loại thực phẩm từ thiên nhiên rất phổ biến cho cơ thể, đặc biệt là nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Hương thơm ngọt ngào của quế còn giúp thông thoáng các hốc xoang, và khi bạn bị đau họng, trà quế sẽ giúp giảm cảm giác nhầy và giảm nước bọt để bạn dễ thở hơn. Để giảm ho bằng trà quế tại nhà, bạn thực hiện theo công thức sau đây. Lấy từ 1 đến 2 que quế cùng với 1/2 cốc nước sôi và một loại trà mà bạn thích. Đun nước cho tới khi sôi thì thả que quế vào rồi tắt bếp sau đó 3 phút. Vớt que quế ra, để trà thảo dược hoặc trà xanh vào nước để trà nguội dần rồi thưởng thức. Cách thứ tư, sử dụng nước gừng. Gừng có khả năng tiêu đờm, làm thông thoáng đường hô hấp và giảm ho hiệu quả. Tác dụng của nó gần giống như chất chống viêm, tiêu diệt vi khuẩn. Gừng còn làm tăng lưu lượng oxy và tẩy độc, thanh lọc cơ thể. Bạn chuẩn bị một nhánh gừng tươi khoảng 5 cm, một ít mật ong và 3 cốc nước. Rửa gừng bóc vỏ, cắt thành từng miếng hoặc xay nhuyễn. Đun sôi nước rồi cho thêm gừng vào, sau đó khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp rồi cho thêm mật ong vào nước gừng. Bạn cũng có thể thêm chanh để có thể tăng cường sức đề kháng, nên uống nước gừng khi nó còn ấm nóng quý vị nhé. Cách thứ 5, cây xương sông và lá hẹ. Thật bất ngờ khi cây xương sông có rất nhiều công dụng như trị cảm sốt, tiêu đờm, trị khản tiếng, viêm thanh quản. Ngắt lấy lá non và thêm một ít lá hẹ mang đi rửa sạch rồi thái nhỏ. Cho vào bát thêm một ít đường phèn, cách hấp bằng nồi cơm điện hoặc hấp cách thủy cũng tương tự như trên, để nguội và uống nước cốt.
Nước này uống nhiều lần trong ngày, với những thảo dược có sẵn ngay trong nhà, rất dễ kiếm, bạn có thể chữa cơn ho của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bạn nên áp dụng những bài thuốc trên để chữa trị, chứ không nên tự ý ra tiệm mua thuốc mà không có đơn của bác sĩ, vì ho có nhiều loại như ho sắt cả họng, đau cổ, ho sù sụ, ho khò khè, v.v. Để không ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của mình, hãy tự làm một số bài thuốc đơn giản trên đây để trị ho quý vị nhé! Chúc quý vị luôn khỏe mạnh với những bí quyết mà An Tâm Sống Khỏe vừa chia sẻ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.